lớp học chẳng còn như xưa nữa, kể từ lúc ai cũng kẻ smartphone bên người. Cứ hỏi các thầy cô thì biết. Ok, thu điện thoại lại nào. Mình phải giấu đi mới được. Các em đã chuẩn bị bài vở hết chưa thế? Tí nữa là tháng to rồi. Mình ghét đi học quá. Ai muốn học về quá trình quang hợp cơ chứ? Cậu mà muốn dùng điện thoại thì phải thật là lén là lén lút đó. Câu trả lời ở ngay trước mặt tụi mình nè. Đặt điện thoại úp xuống và xịt keo nóng thành một đường thẳng. Rồi dính một chiếc bút chì màu lên. Ổn áp rồi đó. Dùng mấy cây bút chì nữa để làm tiếp. Trông đỉnh thực sự á. Bây giờ thì mình chẳng lo bị lộ mỗi khi muốn selfie rồi. Em đang dùng bút chì màu thôi ạ. Mình lừa được thầy rồi. Mẹo này đúng là đỉnh của chóp luôn á. Bài tập về nhà hôm nay đúng là khó nhằn. Nhưng mình có đáp án rồi. Trời ơi, tự hào với mình dễ sợ. Bỏ vào cái túi này luôn cho an toàn. Đỡ lo giấy bị ướt nhé. Rồi đặt vào ba lô kẻo quên nè. Mong tới lúc nộp bài qua đi. Kiệt tác của mình. Wow, mắt mũi để đi đâu thế hả nhỏ kia? Thôi xong, bài của mình nhầu hết giấy rồi còn đâu. Nhìn cậu ta khóc kìa mọi người. Làm cái trò gì đấy không biết. Khóc cứ như là em bé ấy. Này gái ơi, dùng cái này đi. Cảm ơn cậu nhá. Từ từ, nhưng mà làm thế nào? Mình hiểu rồi. Dùng máy ép tóc để làm phẳng vết nhầu. Thấy không? Lại như mới rồi. Tiện ghê luôn á. Lina ơi. Ô này, dừng lại ngay. Cậu phải trả thuế kẹo nếu muốn đi qua. Được, tớ sẽ lấy kẹo này. Kẹo mút cũng ngon phết đấy. Giờ cậu được qua rồi. Chà, kẹo này cũng ra gì đó chứ. Cậu ấy đang gác ở cửa. Hẳn phải có cách để mình đi qua cậu ấy chứ. Mình chẳng có gì cho cậu ấy cả. Khoan, thực ra trò này kiểu gì cũng thành công. Mình sẽ dùng dao để cắt đôi gumball này. Và giờ mình sẽ cẩn thận đặt viên này vào. Tuyệt. Và nửa kia úp lại lên trên như cũ. Hoàn hảo. Sắp có bất ngờ cho cậu ấy đây. Bình tĩnh, cứ giả vờ như mọi chuyện đều bình thường. Dừng lại đó, mua thuế kẹo. Để xem cậu có gì. Chà, đành thôi, tôi có mỗi thế này. Ồ kìa, cậu định lén mang quà tớ đấy à? Chà, giờ nó là của tớ. Được rồi, vào lớp đi. Găm bổ ngon đáo để đấy chứ. Ôi, mẹ ơi, Kevin, nhìn cậu hài dã man. Cứ như cậu nhai than ấy, đần ghê cơ. Khoan, mình không nên ăn quả táo này. Mà có một ý hay hơn cho nó. Mình sẽ cắm mấy viên này vào quả táo. Giờ thì tô màu cho hai răng cửa. Trò cắm này sẽ hay lắm cho mà xem. Giờ thì bắt đầu trò này thôi. Miệng tớ. Xem quả táo làm tớ bị gì này. Răng cậu. Răng cậu rụng ra rồi. Đúng vậy. Răng, đùa thôi. Bị lừa kìa. Ôi đồ hầm. Cậu làm tớ hết hồn hết vía. Hôm nay nghe bài này có hứng ghê. Vậy thì nhảy một điệu vì mình đang thấy thật tuyệt. Hả? Đó là Jen sao? Wow, nhìn bước nhảy của em ấy kìa, thật kỳ diệu. Mình sẽ mời em ấy. Ow, mặt mình và sĩ diện của mình. Ôi không, David,
anh có sao không? Anh có biết hôm nay là gì không? Còn tên tuổi của anh? Anh thấy em nhảy. Em thật tuyệt vời. Anh không thể rời mắt khỏi em được. Jen, mình nhảy cùng nhau nhé. Ủa, tờ rơi gì đấy? Ôi trời, thử thách khiêu vũ sao? Mình hào hứng với cái này quá, phải chuẩn bị mới được. Chị đang nhìn cái gì đấy hả? Thử thách khiêu vũ hả? Tôi thích đó. Này, cầm điện thoại của tôi. Nhanh nhiều lên nào. Quay phim cho tôi đi. Ok, để chị quay cho. Giờ thì quẩy lên với kỹ năng nhảy của mình. 4, 5, 6, don't let it slip. At 24/7, all I do is procrastinate. Này, ai đàn đồ ở đây vậy? Nó làm rối điệu nhảy của mình. Và giờ tới đoạn kết. Tốt nhất là chị đã quay hết các bước nhảy của tôi, Jennifer. Cũng được. Trông cũng ra gì và này nọ đấy. Annie ơi, em quay cho chị có được không? Chị muốn tôi quay phim cho chị á? Không đời nào. Oh, chào David. Chào Annie. Cậu sẽ quay phim Jennifer đấy à? Phải. Chị ấy đang chuẩn bị điện thoại ấy mà. Được rồi Jen. Đưa đây để em quay phim cho chị nào. Nhanh nhanh cho xong đi. Thật chán quá, mình chưa gì đã. Hả? Cái quái gì? Cảm ơn vì quay phim cho chị nhé, Annie. Nhảy thế quá hay. Mình không thể để nó nộp được. Ôi chết. Em làm rơi máy chị rồi. Em xin lỗi nhiều nhé, Jen. Nó tự tuột khỏi tay em đấy chứ. Có chuông rồi. Em phải vào lớp đây. Gặp lại sau nhé, chắc vậy. Mong là điện thoại của mình không bị hỏng. Không, màn hình vỡ tan tành rồi. Chán, ngày hôm nay bị phá hỏng rồi còn đâu. Với hầu hết mọi người thì thể dục là môn học tuyệt vời nhất. Trừ vài người. Đó là Brian hả ta? Sao cậu ấy đi khải khải thế? Cậu ấy định đá bóng thật sâu. Được rồi, các cậu đã sẵn sàng chưa? Cậu ấy đâu có nghiêm túc phải không? Chắc mình cứ chơi một lượt nhỉ? Nhưng họ chẳng hề biết Brian chỉ đang làm màu thôi. Cậu nghĩ là người ta tin cậu ấy à? Wow. Nhào vô. Lên nào. Hy vọng là Brian sẵn sàng cho cú này. Bóng bay nhanh đấy nhỉ. Gần được rồi. Tớ ổn mà, đừng lo. Sức mạnh của người phủ môn đây. Nhanh thật đấy. Bắt được rồi. Dù Brian không lực lớn nhất, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng chơi thật tốt rồi. Nghỉ giữa hiệp nào. Câu hỏi này khó quá đi mất. Sao mình không học cơ chứ? Brian, cậu làm câu 5 chưa? Này, không nói chuyện. Mình sẽ dùng ngôn ngữ bút bì bí mật này. Hả? Wow, câu đó mình đang chịu chết. Cậu ấy vừa nói gì sao? Hay cũng tưởng như các em mà. Giờ tự làm bài đi.